Thưa các đồng chí và quý vị, buôn lậu xăng dầu trên biển vẫn có diễn biến phức tạp. Đó là nhận định của lực lượng chức năng khi mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã bắt giữ một tàu chở dầu lên đến gần 2 triệu lít của nước ngoài đưa vào vùng biển Việt Nam tiêu thụ. Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển thềm lục địa phía Nam đã phát hiện tạm giữ tàu Simveric có số hiệu IMO 753440 đang vận chuyển trái phép khoảng 1 triệu 700 ngàn lít dầu DO. Tàu Simveric do ông Firon Suphet, sinh năm 1963, quốc tịch Thái Lan, làm thuyền trưởng. Khi bị bắt giữ, thuyền trưởng tàu Simveric đã thừa nhận hành vi chở dầu vào vùng biển Việt Nam là việc làm trái với pháp luật quốc tế cũng như của Việt Nam. Khi bị kiểm tra, ngoài lượng dầu DO chở theo, tàu không có giấy tờ hàng hóa và 11 thuyền viên trên tàu đều không có chứng chỉ chuyên môn. Tàu không có giấy đăng ký đăng kiểm. Thuyền trưởng khai nhận là đưa dầu vào vùng biển Việt Nam để bán. Đây là giảm thiểu các cái hoạt động mua bán trái phép xăng dầu trên biển. Thứ nhất là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho bà con nhân dân hiểu rõ các cái hành vi mua bán xăng dầu trôi nổi trên biển là trái với các quy định pháp luật. Cái thứ hai là triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các cái hoạt động vi phạm. Được biết, 1 triệu 700 ngàn lít dầu bị bắt giữ đợt này có giá trị trên thị trường khoảng 15 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ bắt giữ dầu vận chuyển trái phép có số lượng lớn so với từ trước đến nay. Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã liên tiếp phát hiện bắt giữ 7 vụ việc tương tự.